Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 100 tập căn của game Wi-Fi từ sàn Wi-Fi Swap. Sau này tập căn có thể cho mình farm nha các bạn. Thì tương đương 100 tập căn Wi-Fi này khoảng 10 USDT các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot. Rồi các bạn bấm vào zone này góp các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone cái góp nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục trên Twitter thì bạn follow giờ thì follow Twitter nè. Rồi bạn theo dõi các bạn, rồi bạn mới đáp nè. Tiếp tục các bạn retweet bot nè, tăng 3 người bạn nè. Bạn like nè. Chứ dân mới viết cái game nè. Rồi các bạn dân tăng 3 người bạn mình vào các bạn, bấm tweet lên nè. Rồi tiếp tục các bạn mới đáp lên nè. Rồi ta. Tiếp tục sell Facebook bot nè. Bạn nhấp vào các bạn. Rồi trên Facebook thì bạn chỉ bấm đăng thôi các bạn. Rồi sau khi bạn bấm đăng xong các bạn bấm vào show này rớt nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của bạn đã follow dán nè. Phan thì bạn trên Telegram bạn nhấp vào setting nè. Các bạn sẽ thấy được username mình là cộng 5 số 2 nha các bạn. Các bạn điền vào username mình là cộng anh 5 số 2 nè. Username của tất cả các bạn nha các bạn, đâu phải username của mình đâu. Rồi tiếp tục follow tweet submit là một cái link tweet với hashtag. Nãy mình sorry các bạn, mình chưa có thêm hashtag các bạn. Để mình retweet lại các bạn. Bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn như tweet nha các bạn. Các bạn dán hashtag ra vào mới được. Rồi sau khi các bạn tweet xong các bạn mở Twitter các bạn ra nè. Sẽ dẫn về hoài ta. Nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tweet nè. Các bài này mình bỏ đi các bạn. Cho tweet nè. Rồi các bạn chia sẻ các bài đầu tiên thôi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục thì chia sẻ cái đường link các bạn đã chia sẻ bot trên Facebook công khai nè. Thì sao mà Facebook mình lấy cái đường link được ta? Trên Facebook thì các bạn nhấp vào avatar của mình thì các bạn tìm cái bài các bạn chia sẻ các bạn. Đây thì mình không có thể nào sao chép liên kết được các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba chữ anh cùng các bạn. Các bạn bấm vào nhật ký hoạt động các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết bài này các bạn. Đây thì chỉnh sửa quyền riêng tư chuyển giao thùng rác. Rồi các bạn copy cái liên kết chia sẻ sao chép liên kết địa chỉ này thì các bạn. Sao chép địa chỉ liên kết. Để mình dán vào thử. Ok, link này nè. Chứ Facebook mình bó tay các bạn ơi. Gửi đại lên cho bot đi. Khốn nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bên bi sẽ mã trên bet20 trên YouTube của Dead nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ mình nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục. Con này nó mình claim 100 tốc căn vào ngày mấy ta? Ok, vậy là mình claim con này vào ngày 5 tháng 7 nó cho mình claim nha các bạn. Rồi sau này các bạn bấm vào claim hay rớt thôi các bạn. Thì các bạn nhấp vào đây các bạn connect với địa chỉ với chocolate các bạn claim các bạn. Sau này mình sẽ cập nhật dự án này cho các bạn sau các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé. Chào ngon.